Rồi, chào tất cả anh em nhé. Nay giới thiệu cho tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc cái dòng xe ba bánh nó đẳng cấp nhất thị trường này. Đấy mà bên xưởng em đang sản xuất nhé. Đây còn con. Đấy, anh em bên em nhận đặt hàng theo yêu cầu nhé. Tất cả các loại xe, các bác chở nặng hay chở nhẹ nhé, thì các bác có thể liên hệ đặt hàng. Con này thì em là con mới nhé, nhưng mà để ở đây thì nó hơi bụi một chút thôi. Đấy. Đầu tiên thì bên em, anh em vừa xem kênh, em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhé, cho kênh một nút like, sau anh em có thể xem lại dễ hơn. Đấy, con này là ba bánh lái vô lăng nhé, để hơi bụi chút này. Đấy, nó đầy đủ hết đồng hồ vô lăng này, nút đề, đèn còi xi nhan đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, còn lốp trước là lốp 400-12, đấy, 4 giảm sóc anh em nhé, 4 giảm sóc, đèn còi xi nhan đầy đủ. Đây đèn trước nhé, đấy, quay tổng thể chi tiết. Máy của nó là phần trái tim của là máy Fuchsia Leo đời cao anh em nhé, Fuchsia Leo đời cao. Đấy. Còn đây nó sẽ là hộp số 5 tạ 4 cấp nha anh em nhé, 5 tạ 4 cấp. Con này nó có ben nha các bác nhé, có ben. Đấy, thì đây hệ thống phanh rồi. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà không muốn mua cả xe thì bên em bán phụ tùng nhá, bán phụ tùng hết tất cả cho anh em. Đây phần phanh này, phanh dầu anh em nhé. Còn nếu anh em thích phanh cơ, bên em có cả phanh cơ nhá. Đây, còn đây là phần phanh tay. Đây là ben. Đấy, ben. Đấy, xuống ben. Đấy. Còn đây em để nó ở đây. Đấy. Còn nếu anh em mua cả xe thì bên em còn cái chiều rộng cơ bản của nó là rộng 1m30 nhá, dài 1m8. Còn nếu mà anh em thích dài hơn, anh em có thể đặt hơn, đặt nhá. Đây thì đặt theo tùy chọn hết. Đây lốp đằng sau lốp 500, nếu anh em thích lốp bé hơn thì bên em cho lốp bé hơn, hoặc là lốp cũ, giá tiền giá thành nó sẽ xuống. Đây là thùng, đây thành thùng rất chia dày dạn anh em nhá. Đây cầu. Đấy, cầu 7 tạ. Đấy, lốp là nhíp là 2, 4, 6, 7, 8 lái anh em nhá. Đèn còi xi nhan, đèn sau đầy đủ nhé, phanh dầu. Đấy. Tổng thể đây còn phần số đấy, chúng ta quay vào phần số nhá. Đấy, phần số ben nhá, số ben số 5 tạ này. Đấy, để vào cho anh em. Đấy, còn chụp cái đăng này, rất chìa dày dặn. Khung 510 nhá. khung 8x8 anh em nhá. Đấy, khung sắt thép rất chìa dày. Đấy, để anh em lựa chọn. Đấy, lái vô lăng, lái nhẹ. Con này trọng tải của nó là nó trên 1 tấn anh em nhé. Nếu mà anh em mà muốn tăng tải tí đi, nó đi hơi chậm thôi. Còn nếu mà tải đúng, nếu mà bình thường anh em đi thì nó rơi tầm 1 tấn 2 anh em nhé, chạy ok nhất. Đấy, trên nó có mui che, gương đầy đủ hết. Đấy thì em giới thiệu sơ qua đây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại để góc màn hình nhé. Rồi, nãy chào tất cả anh em.